Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp ngày 13 tháng 11 năm 2021 chi tiết chính xác nhất. Tử vi tuổi Tý Xem tử vi hôm nay của 12 con giáp nói rằng, người tuổi Tý nên quan tâm hơn đến những người xung quanh, đặc biệt là gia đình trong ngày có tam hội nâng đỡ ai đó có thể âm thầm trách giận bạn vì sự thờ ơ đối với họ, vậy thì hãy nhân cơ hội này lắng nghe họ chia sẻ tâm tình một chút nhé. Như thế, mọi người trong gia đình sẽ gần gũi nhau hơn. Thực thần dự báo ngày hôm nay sẽ mang đến một vài thông tin tích cực từ gia đình, người thân con giáp tuổi Tý. Đây cũng là cơ hội để mọi người gặp gỡ nhau và có những phút giây thật sự vui vẻ. Tuy nhiên bạn cũng sẽ phải đối mặt với một vài cuộc trao đổi khá căng thẳng và thẳng thắn liên quan đến một số chủ đề mọi người luôn né tránh. Ngày 9 âm lịch nhân thần ở phía trong ở xương cùng, đầu gối, bàn chân và sau ống chân. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm trích tại vị trí này. Giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, thân, tị. Tử vi tuổi giáp tý, thuộc mệnh kim, không nên trông đợi quý nhân về sự giúp đỡ, không được như ý, có sự chậm trễ hoặc rời hẹn, sai hẹn. Tài lộc không tốt nếu có cũng phải tranh cãi hoặc phải chia chác. Trong nhà công danh, tài lộc, tình cảm của người nữ không tốt. Hao tài cho phái nữ khi giao dịch kết bạn, đi xa hay gặp trở ngại, nên sửa chữa nhà cửa. Công việc đang tiến hành phải bị tạm dừng do có vấn đề khác nảy sinh hoặc có tin, có người đến khiến phải tạm ngưng. Ngày của sự đáo hạn kết thúc. Tử vi tuổi Bính Tý, thuộc mệnh Thủy. Ngày có sự thay đổi hoặc đã là lúc mọi chuyện đến hồi kết thúc việc làm đã xong, thấy được kết quả. Có khách đến hoặc nhà có tiệc, có người đi xa, có lộc nhỏ, có tin về sức khỏe, tình cảm, hôn sự của người thân hoặc bè bạn. Tử vi tuổi Mậu Tý, thuộc mệnh Hỏa. Ngày có rất nhiều sự biến chuyển, thay đổi trong công danh, việc làm, tình cảm khiến mình phải bận rộn để giải quyết. Có tin vui, có hỷ sự hoặc có người đến đem điều tốt lành. Ngày có sự đáo hạn, đến hẹn không nên có sự hấp tấp vội vàng tiến hành còn có tin tức khác nếu cần thay đổi hoàn cảnh hiện tại thì đây là điều nên làm tiền bạc tốt tài lộc tốt tử vi tuổi canh tí thuộc mệnh thổ làm gì cũng nên cẩn trọng uy tín của mình là điều trên hết có tin không tốt về công danh việc làm nên mạnh dạn thay đổi hoàn cảnh công việc hay tình cảm hiện tại nếu có lời đề nghị công việc dù có khó khăn hoặc chưa thấy lợi lộc trước mắt nhưng sau sẽ có kết quả tốt và có quý nhân giúp đỡ tài lộc trung bình Ngày có đám tiệc, có lộc ăn, có tin xa về chuyện tình cảm. Tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc. Ngày có sự đáo hạn, đến hẹn. Ngày có rất nhiều sự biến chuyển, thay đổi trong công danh, việc làm, tình cảm khiến mình phải bận rộn để giải quyết. Có tin vui, có hỷ sự hoặc có người đến đem điều tốt lành. Không nên có sự vội vàng tiến hành, còn có tin tức khác. Nếu cần thay đổi hoàn cảnh hiện tại thì đây là điều nên làm. Tài lộc tốt. Tử vi tuổi Sửu. Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay, đây là ngày nhờ tác động của thiên ấn mà dường như con giáp tuổi Sửu sẽ phát hiện ra một vài niềm đam mê mới về những điều mà từ trước đến giờ có thể bạn không quan tâm. Vậy thì hôm nay chính là cơ hội để tìm tòi, khám phá và cảm nhận những giá trị thú vị trong đời sống mà bạn chưa biết tới. Sức khỏe là vấn đề mà bản mệnh cần phải lưu tâm hơn trong ngày hôm nay. Mọi đánh giá của bạn có thể là chủ quan, bạn nên đi khám sớm và không quên quan sát những thay đổi trong cơ thể mình mà bạn cảm nhận được. Trong ngày này, vị trí của thai thần ở hướng chính nam phía ngoài của phòng thai phụ, giường nằm ngủ và phòng vệ sinh. Do đó, không nên lui tới, di chuyển vị trí hoặc tiến hành sửa chữa những nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. Giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ tí tỵ tử vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim ngày tuổi của bổn mạng nên an phận thủ thường việc như thế nào thì làm như thế ấy không nên hấp tấp vội vã dù hoàn cảnh ở trong sự thúc bách hoặc khó giải quyết nếu có sự hiểu lầm về việc làm cũng như về tình cảm cũng không nên phân trần hãy để mọi việc tự nhiên chậm về tin tức tài lộc trung bình tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy ngày tuổi của bổn mạng Việc đến như thế nào thì nhận như thế ấy, cũng không nên tham lam, tuy được về phần mình nhưng sau này sẽ có chuyện mít lòng phiền toái, mọi người xa lánh. Nên có sự san sẻ về lợi lộc. Ngày có tin hoặc có người đến bàn thảo về công việc cũng như về tình cảm. Không nên nói nhiều hoặc phân trần vô ích. Có tài lộc nhưng dễ hao về đám tiệc, giao thiệp. Tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa. Ngày tuổi của buồn mạng. Tất cả mọi chuyện về việc làm cũng như công danh, tình cảm nên có sự giới hạn và chậm rãi hấp tấp sẽ có sự rắc rối hoặc bị đảo lộn, sai sót. Nên thận trọng khi nghe ý kiến của những người khác. Có người đến đem tin buồn hoặc tin tức mong cầu chưa đến. Tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ. Ngày tuổi của buồn mạng. Tất cả mọi công việc hãy để tự nhiên đến. Sự việc xảy ra như thế nào thì nên làm như thế ấy, không nên cưỡng cầu, tranh cãi, hoặc ép uổng sẽ bị phản tác dụng. Không nên tin vào sự giao hẹn, đính ước, có trở ngại, rời hẹn, sai hẹn. Có lộc định kỳ, hao tài về giao thiệp sức khỏe không tốt có tin buồn tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc ngày tuổi của buồn mạng tất cả mọi chuyện về việc làm công danh tình cảm nên có sự giới hạn và chậm rãi hấp tấp hoặc kéo dài sẽ có sự rắc rối hoặc bị đảo lộn sai sót nên thận trọng khi nghe ý kiến của những người khác có người đến đem tin buồn hoặc tin mong cầu chưa đến tử vi tuổi dần chính tài xuất hiện giúp cho tình hình tài chính của con giáp tuổi dần được cải thiện đáng kể nếu bạn cho rằng số tiền này bạn may mắn có được thì nghĩa là bạn đang không đánh giá năng lực của mình rồi hãy tin vào những gì mình có thể làm được bạn nhé mối quan hệ tình cảm hiện tại của bản mệnh hôm nay khả quan có thể là nhờ một gợi ý của ai đó mà bạn nghĩ ra cách để hàn gắn với chồng vợ của mình hôm nay cũng là thời điểm lý tưởng để hẹn hò nhé người tuổi dần đang độc thân xem ngày tốt theo nhị thập bát tú, hôm nay là ngày khởi công tạo tác việc chi cũng hung hại. Hung hại nhất là chôn cất, xây đắp, chỗ cửa dựng cửa, tháo nước, đào ao lũy, làm thủy lợi. Giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, dậu tỵ. Tử vi tuổi giáp dần, thuộc mệnh thủy. Không nên tranh cãi, kiện tụng lôi thôi chỉ đem đến phiền muộn. Đề phòng tin thất thiệt thị phi. Mọi sự quan hệ, giao dịch nên thẳng thắn, chớ nên giải quyết vì tình cảm có hại nên giải quyết các công việc đã đến hạn kỳ ngày không nên có sự quyết định nhanh chóng chỉ nên lắng nghe và tham khảo nên đắn đo trong việc cầu hôn hợp tác hẹn ước có người khác nhúng tay vào hạp các nghề kiến trúc địa ốc bảo hiểm tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa ngày có nhiều biến động thay đổi bất ngờ ngoài dự tính nếu công việc đang được tiến hành sẽ có sự bỏ dở hoặc phá ngang do có khách đến hoặc có tin tức khác làm đảo lộn công việc ngày của sự đáo hạn đến hẹn nhưng cũng có gặp chắc chờ chút ít Việc chờ đợi đã lâu đến nay xuất hiện. Công việc, tình cảm đi vào giai đoạn mới. Có tin xa, có tài lộc, hoặc có lộc ăn, quà tặng. Tử vi tuổi mậu dần, thuộc mệnh thổ. Ngày có tin vui hoặc gặp được chuyện vừa ý nhưng ngắn ngủi vì còn nhiều vấn đề ở phía sau cần phải lo toan. Ngày thuận lợi cho việc mưu cầu về tình cảm, đính ước, kết hôn, giao thiệp. Tuy nhiên đề phòng có người khác xen vào chuyện của mình khiến cho nội bộ lục đục, mít lòng, hiểu lầm, làm sai lạc ý định mong cầu có tài lộc ngày của sự đến hẹn đến hạn kỳ của các việc cũ tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc sự việc đã đến hồi kết thúc hoặc có sự thay đổi về hoàn cảnh công việc tình cảm dù có tốt cũng chỉ là sự bù đắp những việc buồn khó khăn ở quá khứ không nên tranh cãi đôi co tranh giành mọi việc đã được định sẵn tài lộc vào nhanh ra nhanh chỉ nên chấp nhận tài lộc nhỏ tử vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim ngày thuận lợi cho việc mưu cầu về tình cảm đính ước kết hôn giao thiệp có tin vui hoặc gặp được chuyện vừa ý nhưng ngắn ngủi vì còn nhiều vấn đề ở phía sau cần phải lo toan. Tuy nhiên đề phòng có người khác xen vào chuyện của mình khiến cho có sự bỏ dở, chậm chạp, nội bộ lục đục, mít lòng, hiểu lầm, làm sai lạc ý định mong cầu. Có tài lộc, ngày của sự đáo hạn, đến hẹn, đến hạn kỳ của các việc cũ. Tử vi tuổi mão hôm nay thiên tài hỗ trợ cho người tuổi mão về tiền bạc trong thời gian này nếu bạn nhờ sự hỗ trợ của ai đó thì sẽ dễ dàng được nhận lời hơn là bạn nghĩ đấy một số khó khăn liên quan tới tiền bạc của bạn cũng dễ dàng được tháo gỡ hơn bao giờ hết trong chuyện tình cảm người tuổi này rất hòa hợp với nửa kia của mình theo tử vi hàng ngày cho thấy cho dù gặp phải chuyện gì đi nữa bạn cũng sẽ tâm sự và thảo luận nghiêm túc cùng với người ấy để đưa ra những quyết định thống nhất theo hải thượng lãn ông, hôm nay là ngày 9 âm lịch nhân thần ở phía trong ở xương cùng, đầu gối, bàn chân và sau ống chân. Bản mệnh lưu ý tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm trích tại vị trí này trong ngày hôm nay. Giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, thìn, ngọ. Tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy. Mọi việc chắc chờ trước, yên ổn sau. Ngày có nhiều việc phải lo. Có tin buồn, chuyện bất an về sức khỏe, bệnh tật, có chuyện tăng thương sự mong cầu về tình cảm chỉ đem đến đa sầu không vui hoặc có người đi xa có tin tức ở xa nếu có lộc ăn cũng không được vừa ý nội bộ gia đình công sở không nên tranh cãi tài lộc trung bình ngày có sự bận rộn về bếp núc lùng cùng trong nội bộ tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa ngày có nhiều tin tức sự việc xảy ra không được thuận lợi khiến cho mình phải lo toan bận rộn dù là chuyện vui cũng như chuyện buồn nếu là chuyện vui thì cũng không nên để tình trạng xảy ra quá lố, có hậu quả xấu, hoặc có kẻ đến quấy rối. Nếu là chuyện buồn cũng không nên lo lắng hoặc tranh cãi lôi thôi sẽ không đi đến đâu. Tài lộc không được như ý, vào nhanh ra nhanh, hao tốn vì giao thiệp tu bổ, sửa chữa. Tử vi tuổi kỷ mão, thuộc mệnh thổ. Không nên tham lam hoặc làm những việc ngoài khả năng của mình, kết quả sẽ không đi tới đâu. Nhưng sự việc xảy ra dù là chuyện buồn cũng không có ảnh hưởng xấu đến mình. Có sự tốn kém về giao thiệp có tin buồn, sức khỏe không tốt, tài lộc khó khăn. Tử vi tuổi tân mão, thuộc mệnh mộc. Sự mong cầu về tiền bạc tuy chậm nhưng có kết quả. Có tin buồn đối với người mình thân thiết hoặc có liên quan đến công việc của mình. Có tin tức về công việc gặp trở ngại hoặc có sự thay đổi bất ngờ. Ngày hao tài về tiệc vui. Tử vi tuổi quý mão, thuộc mệnh kim. Ngày có sự hư hại về đồ đạc cần phải tu bổ, sửa chữa. Sức khỏe không tốt, có sự chờ đợi lâu lắc hoặc có tin không tốt về sức khỏe, đi lại, di chuyển của người mình mong cầu gặp gỡ. Nên giúp đỡ người khác sẽ có lợi cho tương lai. Mọi việc di chuyển, đi xa đều không nên. Có tin buồn về sức khỏe, công danh, tình cảm của người thân. Có lộc nhỏ hoặc chuyện vui, hao tài về giao thiệp. Tử vi tuổi Thìn sửu thìn tương phá khuyên người tuổi thìn thay vì tìm cách né tránh thì cách tốt nhất chính là đối diện thẳng thắn về vấn đề và tìm ra hướng xử lý nó đừng quên rằng một chút cởi mở sẽ giúp mọi người có thể cùng đi đến tiếng nói chung dễ dàng hơn ngày hôm nay chính ấn có thể mang tới tin vui liên quan tới công việc cho người tuổi thìn thế nhưng hôm nay là cuối tuần nên bạn thay vì quá bận rộn với công việc thì hôm nay sẽ có thời gian cho các hoạt động mà bạn vốn yêu thích nhưng lại không có cơ hội để thực hiện đây cũng là ngày mà ai đó sẽ giúp đỡ bạn, đồng hành cùng với bạn, giúp bạn vượt qua những khó khăn, hay thoát ra khỏi sự mắc kẹt trong những tình huống mà bản thân chưa tìm hướng xử lý được. Giờ tốt, từ 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, sử, thìn. Tử vi tuổi giáp thìn, thuộc mệnh hỏa. Ngày gặp nhiều trở lực khó khăn, trái ngược với mọi dự tính. Mọi tin tức dù tốt hay xấu cũng không nên vội vàng giải quyết cần phải suy tính lại, nhưng khi hành động thì phải làm cho nhanh kẻo mất cơ hội và phải có thái độ dứt khoát dù đó là chuyện làm ăn hay là vấn đề tình cảm. Tuy nhiên luôn luôn phải có thái độ nhẫn nhịn và hòa giải cùng lấy ý kiến của mình làm chủ. Không nên tranh cãi, có quý nhân giúp đỡ hoặc nhận được tin tức tốt về họ. Ngày có nhiều biến động và thay đổi về công danh, tình cảm. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ dù tính toán kỹ lưỡng về công việc gì cũng nên từ từ giải quyết và biết chờ đợi sẽ có kết quả tốt. Chuyện mong cầu về tình cảm không nên hấp tấp vội vàng vì chưa phải lúc sẽ gặp sự từ chối hoặc rời cuộc hẹn, giao ước. Chớ để ràng buộc vì lời nói, dễ bị hiểu lầm, hàm oan. Tài lộc trung bình. Tử vi tuổi mậu thìn, thuộc mệnh mộc. Cần phải tranh đấu, buôn ba, cực nhọc mới có được kết quả chút ít. Mọi việc sẽ đến dồn dập tốt xấu lẫn lộn. Không nên câu nệ vào những tiểu tiết miễn công việc được thành tựu là tốt gia đạo có chuyện buồn, tâm bất an nên tránh những chuyện tranh cãi, thị phi, có tin buồn, nếu nóng tính vội vàng thì dễ bị mắc sai lầm. Nếu có tài lộc chỉ là lộc vay mượn tạm ứng tiền của sự đáo hạn hoặc chỉ là lộc ăn, món quà nhỏ. Tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim. Không nên đi quá xa hoặc mong cầu những chuyện lớn lao thì lợi và hại sẽ đi đôi. Có chuyện trái ý, sự mong cầu về tiền bạc không được như ý hoặc chậm chạp. Nếu có thì cũng phải hao tốn hoặc gặp chuyện bừng mình có tin buồn về chuyện tình cảm sức khỏe buồn mạng gia đạo nội bộ có sự trái ý bất hòa tử vi tuổi nhâm thìn thụ mệnh thủy hãy mạnh dạn tiến hành hoặc thay đổi hoàn cảnh hiện tại dù có gặp khó khăn cản trở mọi việc sẽ đến dồn dập tốt xấu lẫn lộn không nên câu nệ vào những tiểu tiết miễn công việc được thành tựu là tốt gia đạo có chuyện buồn tâm tình bất an nên tránh những chuyện tranh cãi thị phi có tin buồn nếu nóng tính vội vàng thì dễ bị mắc sai lầm nếu có tài lộc chỉ là lộc vay mượn tạm ứng tiền của sự đáo hạn hoặc lộc ăn quà nhỏ tử vi tuổi tỵ tam hợp mang lại cảm xúc trọn vẹn nhất đối với người tuổi tỵ đang yêu tâm trạng của bạn ngày hôm nay đầy lãng mạn bạn mơ mộng những điều thú vị trong đời sống vốn quen thuộc giản đơn những người xung quanh thậm chí còn ngạc nhiên với những thể hiện đầy bất ngờ và lạ lẫm từ phía bạn đấy chính quan nâng đỡ cho những quyết định hôm nay của người tuổi tỵ thêm phần sáng suốt. Có thể lời khuyên của ai đó cũng đáng tham khảo nhưng khi ra quyết định cuối cùng thì bạn luôn phải chịu trách nhiệm với nó cho tới cùng. Kim hỏa xung khắc ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe của bản mệnh, nếu ai có bệnh thì hôm nay cảm thấy đau nhức hơn. Những ai đang cố gắng giảm cân lại cảm thấy phiền toái khi liên tục bị tăng cân. Giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi tí. Tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa không nên nản chí khi gặp vấn đề như bức tường thành chắn ngang trước mặt chặn bước tiến của mình, cần phải vươn lên, hoặc tỏ bày ý kiến, lập trường của mình cho mọi người biết. Mong cầu về tiền bạc còn chậm hoặc chỉ có tin, lời hứa, hoặc có tiền mà phải có trách nhiệm bảo bọc cho một công việc cá nhân. Chuyện tình cảm không nên mong cầu. Có tin buồn, sức khỏe không tốt. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ. Mọi việc không nên để lâu dài, dây dưa, cũng không nên phân bua, nói nhiều chỉ làm cho mình bực bội, hàm oan, tranh cãi vô ích đề phòng có người dòm ngó mình, không nên mưu cầu chuyện lớn lao hoặc giải quyết các công việc lớn. Nên lấy sự hòa giải, tình cảm làm phương châm hành động. Ngày có sự đáo hạn về tiền bạc, công việc cũng như về tình cảm. Có tin buồn, hao tài. Tử vi tuổi kỳ tỵ thuộc mệnh mộc. Không nên dính líu đến chuyện người khác dễ bị làm ơn mắc oán, hàm oan. Đề phòng có người kích bác, hoặc nói xấu mình. Có tin xa tốt về chuyện tình cảm của mình hoặc của người thân, và có tin buồn về sức khỏe có sự thay đổi về công việc. Nếu có tài lộc chỉ là lộc của hạn kỳ vay mượn, tạm ứng. Tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim. Chớ nên tin tưởng vào nguồn tin cũ và lời hẹn ước cũ, có sự chậm trễ hoặc có sự thay đổi. Việc mong cầu về tài lộc còn chậm nhưng cũng không có sự thiệt hại gì. Có tin buồn về sức khỏe, buồn mạng, công danh của người thân. Không nên có sự xích mích nhỏ mà làm mất đi tình cảm. Tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy. Ngày tuổi của buồn mạng tất cả mọi chuyện về việc làm công danh tình cảm nên có sự giới hạn và chậm rãi hấp tấp hoặc kéo dài sẽ có sự rắc rối hoặc bị đảo lộn sai sót nên thận trọng khi nghe ý kiến của những người khác có người đến đem tin buồn hoặc tin mong cầu chưa đến tử vi tuổi ngọ sửu ngọ tương hại là lúc người tuổi ngọ nhận ra có vẻ như bạn đang trông đợi quá nhiều từ những người xung quanh và rõ ràng ai cũng cảm nhận được điều đó hãy hiểu rằng không phải lúc nào mọi thứ cũng có thể diễn ra đúng thời gian đúng theo cách mà bản thân bạn mong muốn hãy học cách sẵn sàng đón nhận mọi thứ tự nhiên nhất có thể thì hơn thiên quan dự báo có sai sót nếu người tuổi ngọ không đủ tập trung dù sao hôm nay cũng là cuối tuần nếu tâm trạng của bạn ngày hôm nay không được tốt thì hãy liên hệ với bạn bè để có thể gặp gỡ chia sẻ với họ ngũ hành xung khác cho thấy bản mệnh không được lơ là về việc chăm sóc bản thân kẻ ốm đau liên miên đấy nhất là vấn đề trang phục với thời tiết hiện tại bạn dễ cơ thể quá nóng và quá lạnh khiến bạn dễ bị ốm hơn đấy. Giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, sửu thân. Tử vi tuổi giáp ngọ, thuộc mệnh kim. Cái lợi hay cuộc vui chỉ đến trong chốc lát không nên kéo dài, không tốt. Việc gì cần làm thì nên làm ngay, có cơ hội nhưng không nên có nhiều tham vọng. Có tin, hoặc có khách, người thân đến viếng. Nên giải quyết các vấn đề có liên quan đến tình cảm, nhân nghĩa đã tồn tại từ lâu không nên hứa hẹn gì lâu dài tránh thị phi tranh cãi dễ bị trách oán hiểu lầm nói chung mưu cầu chuyện tình cảm lương duyên thì không nên tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy không nên mưu cầu những chuyện lớn lao hoặc tin tưởng quá đáng vào sự suy nghĩ của mình sẽ có sự đảo lộn trái ý hoặc tin tức đến chỉ đem thêm sự ràng buộc rắc rối tài lộc không tốt dễ hao tốn về sửa chữa tu bổ trả nợ có tin vui về sức khỏe hoặc tình cảm của bè bạn thân nhân có liên quan đến mình nhà có đình đám hoặc được mời ăn uống nhưng không vừa ý hoặc không đi, hoặc phải trở về nửa chừng. Tử vi tuổi mậu ngọ, thuộc mệnh hỏa. Hãy tự mình quyết định lấy số phận của mình, dù sao chuyện làm ăn hay tình cảm cũng đã đến lúc phải thay đổi đi vào một đường hướng khác. Không nên giải bày, tính toán hoặc đi tìm. Nên chấp nhận sự việc hiện tại. Ngày có nhiều rắc rối, ưu phiền, sức khỏe không tốt. Gia đạo có đình đám, dự tiệc hoặc có nhiều tin tức về sức khỏe, buồn mạng của mình và người thân, bè bạn có lộc hoặc có tin vui về tâm tình, hôn sự, sinh nở. Tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ. Mọi việc đều thay đổi, không nên theo đường hướng cũ. Chuyện tình cảm không nên kéo dài không tốt. Có tin tức ở xa. Tài lộc dễ hao. Có những việc xảy ra ngoài ý muốn cần phải chấp nhận. Có người ở xa đến. Tránh bàn chuyện người khác, hoặc nêu ý kiến không tốt. Tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc. Làm việc gì cũng có sự bận rộn, phiền nhiễu ngay lúc ban đầu. Đề phòng có sự hư hại, rủi ro hoặc kết quả đến chậm. Ngày có sự gặp gỡ, hò hẹn. Hãy tự mình quyết định lấy số phận của mình, dù sao chuyện làm ăn hay tình cảm cũng đã đến lúc phải thay đổi đi vào một đường hướng khác. Không nên giải bày, tính toán hoặc đi tìm. Nên chấp nhận sự việc hiện tại. Ngày có nhiều rắc rối, ưu phiền, cẩn trọng sức khỏe không tốt. Tử vi tuổi mùi ảnh hưởng của lục xung khiến người tuổi mùi không dễ dàng chấp nhận sự khác biệt khi ai đó đưa ra ý kiến có góc nhìn không giống bạn. Bản mệnh nên tránh đưa ra kết luận gay gắt điều này sẽ khiến mọi người cảm thấy bạn xử lý tình huống thiếu chuyên nghiệp. Thiên ấn mang tới cơ hội để người tuổi mùi học hỏi được một kinh nghiệm quý giá cho những quyết định trong tương lai. Hôm nay bạn được lắng lòng mình lại hơn để chiêm nghiệm mọi việc không còn phải mải miết chạy theo mục tiêu hư ảo nữa. Hôm nay bản mệnh không sống trong thế giới của người khác thì đừng vội cho ai đó lời khuyên nhé nhất là vấn đề tiền bạc, đâu phải khi nào bạn cũng có được những quyết định đủ khôn ngoan, tỉnh táo phải không nào. Giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, hợi, mão. Tử vi tuổi ất mùi, thuộc mệnh kim. Ngày sung của buồn mạng. Dù sự việc trước mắt có biến động như thế nào nên giữ vững lập trường mà tiến hành, giải quyết. Nên xem ý kiến của người khác như một sự tham khảo. Tin tức mong cầu, hoặc người mình cần gặp còn chậm, chưa đến. Nhà có đám tiệc hoặc có khách đến tài lộc tốt việc đến rất nhanh tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy ngày xung của buồn mạng chỉ thuận lợi cho việc tu bổ sửa sang chỉnh đốn lại nhà cửa công việc không nên dính líu đến công việc tình cảm của người khác chỉ đem đến sự rủi ro mất hòa khí trách oán nếu công việc hoặc bàn thảo tính toán đã xong thì nên xem xét lại có sự thiếu sót nội bộ gia đình hoặc công sở có chuyện không vui tài lộc kém sức khỏe không tốt gia đạo bất an tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa ngày sung của buồn mạng, ngày có những tin tức khiến cho mình phải lo toan cho công việc nhiều hơn từ công sở cho đến gia đình. Thuận lợi cho việc tu bổ, sửa chữa, dọn dẹp, chỉnh đốn lại những công việc ở quá khứ. Không nên buôn ba tìm kiếm không có lợi, hoặc đi vì những chuyện không hay cần phải giải quyết. Tử vi tuổi tân mùi, thuộc mệnh thổ. Mọi việc không nên hấp tấp, sự việc dù có gấp gáp đến mấy cũng nên tuần tự giải quyết. Có tài lộc, trong nội bộ công sở cũng như gia đạo nên vì việc chung không nên xích mích vì ý tưởng khác nhau có tin xa hoặc có khách đến. Tử vi tuổi quý mùi, thuộc mệnh mộc. Ngày có sự hư hại về đồ đạc cần phải tu bổ, sửa chữa. Sức khỏe không tốt, có sự chờ đợi lâu lắc hoặc có tin không tốt về sức khỏe, đi lại, di chuyển của người mình mong cầu gặp gỡ. Nên giúp đỡ người khác sẽ có lợi cho tương lai. Mọi việc di chuyển, đi xa đều không nên. Có tin buồn về sức khỏe, công danh, tình cảm của người thân. Có lộc nhỏ, hoặc chuyện vui. Hao tài về giao thiệp. tử vi tuổi thân. Kiếp tài nhắc nhở con giáp tuổi thân nên đổi góc nhìn là cách để có thể tiếp cận mọi việc một cách dễ dàng hơn ngày hôm nay, kể cả khi bạn muốn đưa ra một kết luận, hay đánh giá một ai đó. Tuy nhiên, bạn sẽ gặp khó khăn trong việc nhờ cậy sự giúp đỡ của mọi người đấy, hãy sẵn sàng để tự thân vận động nhé. Ngày này cũng cho bạn được cơ hội thư giãn một chút sau những phút giây căng thẳng. Tuy nhiên nếu bạn không thích thú với những tương tác xã hội thì cũng đừng gượng ép mình nhé, hãy để mọi thứ diễn ra tự nhiên nhất có thể, điều đó cũng bao gồm cả cảm xúc của bạn. Sức khỏe của bản mệnh hôm nay khả quan. Chế độ ăn uống nghỉ ngơi hợp lý chắc chắn sẽ giúp bạn nhanh chóng hồi phục sức khỏe, lấy lại được nguồn năng lượng đã hao tổn trước đó. Giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, mão tuất. Tử vi tuổi giáp thân, thuộc mệnh thủy. Có tin xa về chuyện tình cảm. Ngày có sự gặp gỡ bè bạn, quý nhân, có tin tức tốt đẹp về công danh, tình cảm của mình hoặc của người thân trong gia đình. Đã đến lúc cần phải giải quyết theo sự hẹn ước, đính ước. Ngày khởi đầu mọi sự, nếu công việc vấn đề đã hoạt động từ lâu nay đến lúc kết thúc cho một giai đoạn, quá trình. Có tin tốt về tài lộc hoặc có hỷ sự, quà tặng ăn uống. Tử vi tuổi Bính thân, thuộc mệnh Hỏa. Ngày có tin tức ở xa hoặc có khách đến đem chuyện vui về tình cảm cần cẩn trọng những người không hẹn mà gặp hoặc đã quen biết từ lâu chỉ vì lời qua tiếng lại mà gây bất hòa tranh chấp nếu có sự hẹn hò đính ước từ trước không thành thì nay có kết quả tài lộc trung bình tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ không nên để mình bị lôi cuốn vào những sự việc đang xảy ra gặp trắc trở khó khăn nên ngồi yên vì mọi sự xoay sở đều khó có kết quả nên dùng tình cảm để giải quyết thì hay mọi việc chưa đến lúc kết thúc đề phòng có những người khác nhúng tay vào chuyện của mình dễ bị tránh oán áp lực hiểu lầm tài lộc dễ hao tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc đi vào chuyện tình cảm hoặc quyết định theo tình cảm là điều không nên chuyện tiền bạc cần phải có sự thẳng thắn không nên e rè thì mới có kết quả nếu có tiệc đình đám được mời thì mình cũng phải có sự hao tốn có tin xa tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim chuyện mong cầu về tình cảm không nên hấp tấp vội vàng vì chưa phải lúc sẽ gặp sự từ chối hoặc rời cuộc hẹn giao ước dù tính toán kỹ lưỡng về công việc gì cũng nên từ từ giải quyết và biết chờ đợi sẽ có kết quả tốt chớ để ràng buộc vì lời nói dễ bị hiểu lầm hàm oan tài lộc trung bình tử vi tuổi dậu tam hợp xuất hiện là dấu hiệu tốt cho người tuổi dậu đang có tình cảm với ai đó bạn có thể bật đèn xanh để xem có cơ hội nào thực sự cho mình hay không và hứa hẹn kết quả rất khả quan đấy nhé những cặp đôi cũng có thể đón nhận tin vui trong những ngày này việc người tuổi dậu cố gắng đi ngược lại với cách làm của tập thể có thể gây ra những mâu thuẫn những căng thẳng không đáng có ngày có tỷ kiên xuất hiện như hôm nay đôi khi bạn cần phải học cách tương đồng và sẵn sàng lắng nghe thấu hiểu thay vì bảo vệ cái tôi của bản thân mình một cách quá gay gắt Tình hình sức khỏe của bạn rất tốt, cơ thể dẻo dai và bạn rất hào hứng với việc tập luyện mỗi ngày. Nhất là những ai tham gia việc chạy một thời gian thì nay có cảm giác mình bị nghiện bộ môn này. Giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi tuất. Tử vi tuổi Ất Dậu, thuộc mệnh Thủy. Nên đi xa hoặc tiến hành những dự tính của mình. Ngày có nhiều công việc gấp gáp cần phải giải quyết trong ngày mới tốt chuyện tình cảm không nên để dây dưa, và hãy tỏ bày cho thật lòng dù có sự phiền lòng chút ít. Hao tốn về giao thiệp. Có tài lộc. Tử vi tuổi đinh dậu, thuộc mệnh hỏa. Nên cẩn trọng coi chừng quyền lợi của mình bị dòm ngó mà không được hưởng, hoặc bị chia phần không như ý. Không nên tranh cãi đưa đến xung đột. Cẩn trọng trong vấn đề di chuyển, sử dụng trong vấn đề máy móc, xe cộ hoặc gặp rủi ro khi làm việc. Có tin buồn, tài lộc chưa đến, dễ hao tài nhà có đình đám, hoặc được mời dự tiệc nhưng không vừa ý hoặc không đi. Tử vi tuổi kỷ dậu, thuộc mệnh thổ. Mọi việc không nên để lâu dài, dây dưa, cũng không nên phân bua, nói nhiều chỉ làm cho mình bực bội, hàm oan, tranh cãi vô ích. Đề phòng có người dòm ngó mình. Không nên mưu cầu chuyện lớn lao hoặc giải quyết các công việc lớn. Nên lấy sự hòa giải, tình cảm làm phương châm hành động. Ngày có sự đáo hạn về tiền bạc, công việc cũng như về tình cảm. Có tin buồn, hao tài. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc. Nếu có hiện tượng tốt về tiền bạc thì cũng không nên tiến thêm sẽ gặp rủi ro thiệt hại. Không nên bày vẽ những chuyện vui chơi quá đáng, gặp điều không hay hoặc hao tốn một cách vô ích. Tin tức chậm chạp hoặc người mình mong cầu lại không đến. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim. Việc gì dù có gặp trở ngại hoặc khó khăn đến đâu cũng phải làm như đúng hạn định. Tuy nhiên nếu không phải là chuyện quan trọng thì nên để vào một ngày khác. Nên hỏi ý kiến của các bậc quý nhân thân thiết. Ngày có tin xấu, nên cẩn trọng trong việc đi lại, sử dụng phương tiện xe cộ, máy móc. Có chuyện vui mà mình không thể đi, hoặc chỉ nhận được tin tức. Tài lộc dễ hao. Tử vi tuổi Tuất. Hình hại đặc quyền khuyên người tuổi Tuất đừng giữ thái độ bề trên khi bạn đang ở nhà. Cho dù bạn là cấp trên của người khác nhưng khi về nhà bạn nên bỏ hết gai nhọn của mình đi thì mọi người mới dám gần gũi, thân thiết với bạn chứ chính ấn tượng trợ nên đây thực sự là một ngày thư giãn dễ chịu với người tuổi tuất tuy nhiên đừng vì thế mà dồn hết mọi áp lực công việc lên cho những người khác nữa còn bản thân bạn thì thoải mái tận hưởng nếu bạn đưa ra một quyết định dựa trên những người khác thì bạn không thể nào an tâm được đâu trong chuyện tình cảm bản mệnh đừng nên đối đầu với người ấy nữa việc đó chỉ làm cho tình cảm của hai người ngày càng bị dạn nứt hơn mà thôi bản mệnh phải nhớ rằng cuộc trò chuyện chân thành và thẳng thắn chính là chìa khóa giúp cả hai dần hiểu cho nhau hơn Giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, hợi tí. Tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa. Ngày có sự hao tốn hoặc mệt nhọc vì cuộc gặp gỡ bè bạn, thân nhân về các vấn đề có liên quan đến chuyện tình cảm. Có tin tức ở xa, ngày của sự đáo hạn của công việc tiền bạc, tình cảm. Đã đến lúc cần phải có sự kết thúc về mọi việc không nên dây dưa. Nếu mọi dự tính chờ đợi đã lâu thì nên tiến hành. Tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ nên cẩn trọng trong công việc làm ăn, có kẻ muốn dùng đến luật lệ, quy tắc khống chế, giảng buộc mình. Sự việc chưa xong chớ nên vội vã kết thúc, nhận được tin cũng không nên hốt hoảng bất mãn, có thể là do sai lạc hoặc hiểu lầm. Tuy nhiên vẫn có tin vui về tình cảm, có quý nhân đến giúp ý kiến. Tài Lộc Trung Bình có lộc ăn, quà tặng. Tử Vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc. Ngày có nhiều sự thay đổi xảy ra ngoài ý muốn và đến rất nhanh. Tài Lộc Trung Bình và đến tự nhiên, việc mong cầu chưa đến. Có việc hoặc có người đến mà mình phải miễn cưỡng thuận theo. Tử Vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim. Hãy mạnh dạn tiến hành công việc nếu đã có tính toán, không nên e ngại sự hao tốn. Nếu thấy có được tài lộc thì cũng không nên tham lam tiến thêm thì sẽ có điều bất lợi. Hãy suy tính những gì theo kinh nghiệm của mình hơn là nghe lời bàn. Tử Vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy. Ngày có nhiều sự thay đổi xảy ra ngoài ý muốn và đến rất nhanh. Mọi việc cần phải có sự khéo léo, chậm rãi mới có kết quả mọi việc có liên quan đến giao thiệp tình cảm nên giới hạn càng ít càng tốt tài lộc trung bình và đến tự nhiên việc mong cầu chưa đến có việc hoặc có người đến mà mình phải miễn cưỡng thuận theo tử vi tuổi hợi nhờ tam hội nâng đỡ mà người tuổi hợi có những đánh giá đúng hơn về mối quan hệ hiện tại với bạn bè người thân những tình cảm thân thiết hiện tại là chỗ dựa tinh thần tuyệt vời cho bạn trong những thời điểm khó khăn đấy nhé thương quan dự báo người tuổi hợi có thể nổi nóng vì những điều không như ý bản mệnh nên giữ cho mình sự chủ động bình tĩnh trong mọi tình huống là lời khuyên dành cho ngày hôm nay hẳn nhiên điều đó không có nghĩa rằng bạn không được quyền mơ mộng nhưng đừng xa rời thực tế chỉ sự chăm chỉ và nỗ lực hết mình mới giúp bạn có thể đạt được kết quả tốt nhất trong công việc mà thôi hôm nay bản mệnh nên dành nhiều thời gian hơn cho việc nghỉ ngơi thời gian qua bạn đã làm việc quá sức mà quên đi việc dành thời gian cho riêng mình Nhân ngày cuối tuần hãy cho phép bản thân được sạc lại năng lượng bạn nhé. Giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, ngọ. Tử vi tuổi ất hợi, thuộc mệnh hỏa. Mọi việc không nên hấp tấp vội vàng, dù có quyết định tiến lên cũng gặp sự cản trở vấp váp nhưng cũng không nên bỏ giờ, nên chờ tin tức khác. Có tin buồn, có tài lộc hoặc có lộc ăn, quà tặng. Ngày thuận lợi cho sự tu bổ, dọn dẹp, chỉnh đốn lại công việc. Tử vi tuổi đinh hợi, thuộc mệnh thổ. Ngày có nhiều sự hao tốn hay phải lo lắng cho công việc hay phải tu bổ, sửa chữa, chỉnh đốn lại công việc. Tin mong đợi đến không vừa ý, có chuyện buồn. Có chuyện gặp rủi do thất bại hoặc có chuyện tang thương cho mình hoặc cho người thân, bè bạn. Gia đạo bất an, tài lộc không tốt. Tử vi tuổi kỷ hợi, thuộc mệnh mộc. Không nên mong cầu những chuyện lớn lao đều khó có kết quả, có thể lại hao tốn. Việc như thế nào thì nên làm bình thường. Có tin xa, tài lộc vào ra thất thường. Tránh tranh cãi, bàn chuyện người không tốt tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim làm gì cũng không nên quá đáng nhất là trong chuyện vui chơi không có lợi có tài lộc nhỏ hoặc tài lộc chậm chạp nhưng vẫn có kết quả có sự rời hẹn sai hẹn chút ít tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy dù là chuyện không có lợi hay không cần thiết cũng nên ra đi khi nghe tin không tốt của đồng nghiệp bè bạn người thân không nên mong cầu những chuyện lớn lao đều khó có kết quả có thể lại hao tốn việc như thế nào thì nên làm bình thường có tin xa tài lộc vào ra thất thường tránh tranh cãi bản chuyện người không tốt cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại